Bữa nay là sau khi sửa máy lạnh xong giờ chơi qua cú này nha. Cú này là hết nhiều máy lạnh giờ tới nhà bồn rửa mặt. Nước nó không có thoát. Thoát rất là chậm. Cái này là xài mấy năm mà chưa có không lần nào mà giờ là bị ngay cái lúc này không có thợ thuyền gì được, phải tự làm luôn. Nói chung là một khi đã bị như vậy rồi thì nó rất là dễ bị dơ, mặc dù chùi rửa mỗi ngày nhưng mà nó vẫn cái nước nó không có thoát nhanh, nó thành ra cặn nó hay bị đóng xuống. Cái này là hậu quả của rửa mặt hàng ngày, râu tóc rồi cái thứ nó rụng, nó quấn lại, nó kẹt ở trong đó. Thì muốn sửa cái này đầu tiên á là mình sẽ đi xuống cái tủ ở dưới nè. Đó. Sửa đây. Sẽ phải mở mấy cái ống này ra. Giờ mở ra mới thấy thi công tệ quá, xéo xẹo ở đây nè. Estella. Khá mới. Chút nữa phải tháo cái chỗ này ra nữa nè. Này là cái giật ở trên. Đó, phải tháo hai cái con này ra để cái chỗ này nó nghẹt ở đây ngay chỗ này với lại ngay chỗ này. Quan trọng là làm là phải có cái thao hứng ở dưới để mở ra, nước dơ nó chảy ra gớm lắm, thành ra làm này thành nói như vậy. Để bao tay rất là quan trọng. Ngoài cái thao này còn phải chuẩn bị một cái cây để chọt vô mấy cái này nè. Đó. Nếu mà ai có cái cây chọt mà chuyên dụng thì tốt, còn không lấy một cái móc áo gì bẻ ra lấy giải quấn để chọt cho nó thông. Đầu tiên hết là giờ phải tháo cái này để cho tháo cái nắp ở trên đây. Thì cái cây này nè, giật lên giật xuống á là ở trên đây nó nhảy lên nhảy xuống nè. Đó, giờ phải tháo cái này ra để mở cái ở trên. Thì tháo này ra quan trọng là nhớ là nó ngay cái lỗ thứ nhì nha, ở dưới là lỗ 1, lỗ 2. Thì cái này rất là đơn giản, nó có cái miếng này nè, tẩy ra thôi. Đó, xong. Ok, bây giờ là mình sẽ tháo cái này ra, nắm vô đây, mở ra nhẹ nhàng, mở ra nhẹ nhàng. Chưa bao giờ làm ra, chưa biết nó sẽ cái gì nó sẽ tới. Cho cái này vẫn còn sạch. Xong bây giờ tháo luôn cái này. Trước khi tháo cái này, nâng cái cục này lên và mình sẽ tháo cái này ra được thì mình sẽ thấy nó dơ cỡ nào. Gớm quá. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là nó đóng, nó dơ, nó gớm cỡ nào, nguyên một cái giống như một cái ruột heo hay là cái gì vậy đó. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ phải thục cái trên đây cho nó sạch luôn.
kia hết thì cái này là thông rồi, không đến nỗi, không đến nỗi dơ lắm, nhưng mà thôi cứ để đây để mình chuẩn bị mình thục cái này. Bây giờ mình thục cái này nha. Cũng không dơ lắm. Không dơ lắm. Không dơ lắm. Nói chung là bị may là chỉ bị cái khúc này thôi. Rồi giờ tiếp theo rửa cái cây này thôi. Cái cây này nãy là chùi ở lại rửa cho nó sạch. Nói chung là sau khi rửa sạch sẽ vậy xong nè, mình đem nó ráp nó vô lại. Bây giờ vẫn chưa xả nước gì được, chưa rửa gì được ở đây hết. Tại vì nếu mà rửa ở đây chưa ráp nó sẽ nó chảy cùng ở dưới đây hết. Sau khi rửa xong thì mình ráp vô lại y như lúc đầu thôi. Ráp vô lại hết, lau cho khô. Ở trên đây sẵn tiện mình rửa luôn mọi thứ sạch sẽ. Bây giờ xả thử. Đóng lại cho nó ngập lên xong thả xuống.